Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây trà mi khủng, trà ba màu khủng đẹp đẳng cấp. Đây ạ. Cái này mà các bác mua về biếu tặng thì nói chung là đẹp không một từ gì diễn tả luôn. Trà mi khủng nhá. Cây đang lụ hoa chi chít luôn. Cây trà này rất là hay. Trên cây của nó có ba màu hoa nhá. Cây này trà ba màu, đây là cây trà ba màu lớn nhất Việt Nam luôn. Đây là cây trà ba màu lớn nhất, đẹp nhất Việt Nam. Để các bác nhìn này. Cùng một cây nhá, cùng một cây mà đây là cây nguyên bản, không phải cây ghép nhá. Cùng một cây. Cùng một cây mà đây là sẽ ra được bông hoa màu hồng này. Bông hoa màu hồng này. Trên cùng một cây nhá, mà đây là cây nguyên bản nhá, cam kết là cây nguyên bản. Đây là màu trắng sọc sọc hồng, trắng sọc hồng. Xong có những bông nó lại trắng tinh cơ. Có cái bông là hồng sọc trắng. Nó là có rất là nhiều màu trên một cây nhá. Đây là gọi là hồng con này mà tiếng gọi là phiên âm Hán Việt đặt là thập bát học sĩ. Chân cây của nó, hoa của nó gọi là trà ba màu vì nó biến đổi màu sắc. Có bông thì nó sẽ cùng một cây nó sẽ ra được màu hoa màu đỏ. Có bông thì sẽ ra hoa màu trắng tinh, màu đỏ hồng. Có cây sẽ ra hoa màu trắng tinh, có bông sẽ ra hoa màu trắng sọc hồng. Có bông sẽ ra hoa màu hồng sọc trắng. Đấy. Hoa của nó rất là hay. Trên cây đang chi chít nụ nha các bác nhá. Hàng này hàng biếu tặng. Bác nào mua cây này mà tặng mang đi tặng thì đẹp hết nước chấm luôn. Cây này tán của nó rơi khoảng 3,5 m. 3,5 m, 4 m tán, có tán ngang tán nó ở vị trí ở điểm tán to nhất của nó phải đạt 4 m đấy ạ. Cây này điểm tán to nhất của nó là khoảng 4 m nha mọi người nhá. Trên đang chi chít lụ này, đang chi chít lụ này. Hàng này biếu tặng thì hết nước chấm luôn. Trà mi. Dành cho bác nào mà có niềm đam mê với hoa trà. Cái trà này là trà nhập khẩu nhá. Trà này trà nhập khẩu từ bên Trung về. Đối với những bên khác thì các bạn ấy sẽ nói là nhập những bên khác thì người ta sẽ nói là nhập nhập khẩu từ Nhật Bản về cho nó sang. Nhưng mà em thì cái tính chân thật nó cao. Cái hàng này hàng nhập Đài Loan nhá. Những bên khác người ta sẽ nói là hàng nhập khẩu Nhật Bản về để bán cho mọi người với giá cao. Nhưng em Thủy bán thì rất là chân thật. Thì nói là nhập khẩu hàng này hàng nhập khẩu từ bên Đài Loan. Bên Đài Loan về ạ. Hàng này hàng trà này trà nhập từ bên Đài Loan. Cũng bên khác người ta sẽ nói là hàng nhập từ Nhật Bản. Còn những bác mà gọi là nghiền trà Việt Nam thì đã nói là hàng trà tàu thì ra cái gì. Không thua hàng Việt Nam, nhưng thực ra thì cái lịch sử chơi trà của người Trung Quốc ấy nó nổi tiếng thế giới rồi. Khi mà thế giới nhắc đến trà thì người ta sẽ nhắc đến Trung Quốc chứ người ta không nhắc đến Việt Nam đâu. Người ta nhắc đến Trung Quốc. Trà Nhật và trà Trung có hai loại trà đấy, là hai cái thị trường trà mà nổi tiếng trên toàn thế giới nhá. Và thế giới khi nhắc đến trà là người ta nhắc đến trà tàu và trà Nhật, chứ người ta không nhắc đến trà Việt đâu. Trà Việt mình là chưa có tên tuổi trên bản đồ thế giới đâu, trên bản đồ trà thế giới đâu. Bởi vì Việt Nam mình ý, thị trường chơi người dân Việt Nam mình chơi trà mới lịch sử chơi trà Việt Nam mình mới là thị trường trăm năm thôi. Còn thị trường của Trung Quốc ấy là thị trường hàng nghìn năm cơ. Việt Nam mình mới, nếu mà cây trà ba màu như này, cây to nhất thì nó chỉ được bằng một cái thân này thôi. Cây to nhất của Việt Nam mình, cây trà to nhất của Việt Nam mình, cái thân nó chỉ được bằng cái thân mà cái em đặt cái thước thôi. Nó sẽ không bao giờ có những cái sản phẩm, nó chưa thể có khoảng trăm năm nữa thì may ra có. Nó chưa thể có những cái sản phẩm gốc to như bằng cái thước này em đo đâu, đường kính gốc khoảng 20 phân đâu. Mà nếu có cái gốc bằng cái đường kính gốc bằng 20 phân này nó phải tiền tỷ cơ. Nhưng mà cái trà của Trung ấy giá nó thành nó rẻ bằng 1/10 luôn. Nên là nếu mà thân gốc bằng cái thân này thôi, các bác ấy đã đòi tiền trăm với tiền tỷ rồi ấy, trà Việt ấy. Nhiều khi mình cứ hay kiểu đánh bóng kiểu đề cao quá cái trà của Việt Nam mình, xong là để bán giá cao ấy. Thì bác nào mà biết rồi, những cái người ấy, người ta đi nhiều ấy, đi nước ngoài nhiều ấy. Những cái người mà người ta đi nước ngoài nhiều ấy là người ta sẵn sàng người ta mua cái trà này chứ người ta không mua hàng Việt mấy đâu. Những cái người mà người ta đi nước ngoài nhiều ấy. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Hoa này. Hoa tông màu hồng rất là đẹp nhá. Bác nào quan tâm cây trà này thì inbox vào Zalo cho em này. Bác nào quan tâm cây trà này thì inbox vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210 cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Em đo thử cái vanh con này nhá, phải con này phải trèo lên mới đo được vanh. Rồi nát có người bảo trèo lên đo. Quá là đẹp luôn. Anh Tài ơi, đội em con này với. Đo em cái vanh gốc ấy, đo cái hình tròn này anh. Vanh gốc à? Vâng. Đẹp quá luôn.
nhập giúp mình công bộ. Vanh 75. Này vanh 75 đo cách gốc 10 phân này. Gốc 10 phân vanh 75. Có đo tổng cao không? Không cần ạ. Con này vanh 75 nha các bạn nhá. Vanh 75 đo cách gốc 10 phân. Tán phần tán to nhất của nó phải 4 mét đấy. Ở điểm tán to nhất là nó đạt phải tầm 4 mét. Quá là đẹp luôn. Cái này mình thích nhất vườn này luôn. Đấy là cây mà em thích nhất. Em thích nhất luôn đấy. Đây là cây này cũng là cây đẹp này. Ui dồi ôi. Con trà ba màu tiếp này. Con trà ba màu này lại là một con trà đẹp này. Con trà này là điểm tán của nó khoảng tán của nó khoảng 3 mét. Cái này thì tán nhỏ hơn cây kia. Con này cũng là cây trà ba màu nhá. Nó tán nó của nó thì nhỏ hơn cây kia một xíu. Đi các bác mang thước này này. Ông đồng chí nào ra đặt chai nước bên cạnh. Chai nước này thì ăn thua làm sao được mấy cái cả cái gốc này đâu. Cây kia điểm tán của nó đã là hơn 70 rồi. Con này điểm tán của nó cũng phải tầm 65-70 đấy. Con này 65-70 đấy. Cái này phải cho bạn Tuân. Bạn lên, bạn ấy quay. Nhưng bạn ấy đang phải ở nhà trông con. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 nhá. Để em xem nào, để em xem đây là cây trà gì nào. Toàn cái đẹp thôi các bác ạ. Lụ chi chít nhá. Hàng này hàng hoa lụ Tết. Hàng này hàng hoa lụ chơi Tết luôn đấy ạ. Đây. Nhiều lắm. Hàng hoa lụ chơi Tết đấy mọi người nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 thôi em. Con này em đẳng này. Con này mới gọi là đẳng cấp này. Em chưa biết là con này là cái trà gì đấy. Con này thì nó đang hết hoa. Con này thì là hàng bán hàng cốt, hàng phôi thôi. Nhưng con này nó đẳng cấp này. Con này là hàng này là bán hàng phôi, hàng cốt mà chưa hỏi ra được nó là trà gì. Chỉ biết là nó đẹp thôi. Cái bọn phân khúc ở đây nó tầm phân khúc của nó tầm 150 đến 200 triệu đấy. Con này đẹp này, con này song hỉ, thân nó song hỉ này. Cái hàng trà ở đây, phân khúc ở đây, hàng trà này là phân khúc của nó là phân khúc nhiều tiền. Cây rẻ nhất cũng tầm 150, và cây nhiều nó hơn 200. Phân khúc từ 150 đến 200 triệu. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em nhá. 0911 451210.